so dài trận đấu giữa Đại học Văn Lang và Đại học Văn Hiến. Trận đấu trong khuôn khổ giải Futsal sinh viên toàn quốc năm 2024 khu vực miền Nam và đây là trận tứ kết. Đầu tiên là đôi Lunagato 2 đang trên chân của Nhật Trương. Cầu thủ này có một thể hình khá lý tưởng, khả năng tì đè và dứt điểm rất tốt. Còn đây là Kamito TA11 Pro trên chân của cầu thủ Trung Kiên. Cầu thủ này có xuất thân từ lò đào tạo hàng Anh Gia Lai từ khi còn nhỏ. Anh Vũ cũng đã chọn cho mình một đôi Kamito TA11 Pro để thi đấu, cũng giống như Trung Kiên. Có vẻ như Lunagato 2 đang chiếm lĩnh thị trường futsal. Trong trận đấu ngày hôm nay cũng có rất nhiều cầu thủ mang Lunagato 2, trong đó có số 7 Đăng Khoa. Wow, một đôi giày khá mới trên sân, Yoma Regay Rebound trên chân của cầu thủ số 6 Đức Hậu. Đội trưởng của Đại học Văn Lang để xem anh ấy mang đôi gì trên chân nhé. Đó là đôi Nike Premier 2 Sala. Đôi giày này đã được săn đón khủng khiếp 3-4 năm về trước. Đôi giày gần như đã tuyệt chủng trên thị trường hiện nay. Top Sala đã từng được săn đón rất nhiều. Và đôi giày này đang trên chân số 19 Lâm Sơn. Ha, đây, một vị nữ trọng tài đang đi trên chân đôi Adidas Goba Gloro. Một đôi giày mang tiếng hoài cổ Nike Team 18 Academy IC đang trên chân của cầu thủ số 9 Trương Đại Vũ. Và tiếp theo đó cũng là một đôi Adidas Top Sala trên chân của cầu thủ số 7 Duy Khánh, có khả năng chia bài và giữ nhịp trận đấu rất tốt. Wow, một đôi giày mà ai cũng biết, đôi Bata huyền thoại đang trên chân cầu thủ có cái chân trái rất khéo, Chiêm Hải Phương. Và đây là cầu thủ duy nhất trên sân mang đôi Nike Street Gato. Những năm gần đây thì giày này đã dần thay thế cho Premier 2 Sala. Một đôi Yoma Toplex đang trên chân của một cầu thủ thi đấu futsal chuyên nghiệp cho Sài Gòn Titan FC, Nguyễn Chí Chí. Và với một thể hình to khỏe thì thường sẽ đi đôi với một bàn chân bè. Và Văn Đức đang mang trên chân một bản nâng cấp của đôi Yoma Toplex, đó là Toplex Rebound, thủ môn Hoàng Duy. Anh ấy đã chọn cho mình đôi Mizuno Morelia Elite Inner với lớp upper làm từ da kangaroo.